lễ Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tam Bảo. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập phương thường trụ tam bảo, nghiêm trì hương hoa, cúng dường như pháp, nguyện khói hương hoa này, biến mạng khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các hiền thánh, vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự, tất cả Phật pháp tăng bảo, thể thường biến mạng. Đều hiện hữu khắp nơi, nguyện khiến hương hoa này, đồng như các pháp tánh, phổ hưng các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường, tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay, con xin đem tất cả hương hoa anh lạc, tràng phan bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng đèn nến, ẩm thực y phục ngoạ cụ, thuốc men trong mười phương, cho đến hết tất cả những dụng cụ trang nghiêm trong mười phương có để cúng dường, suy nghĩ đặt ra để phụng hiến cúng dường cho khắp cả chúng sanh. Trong các thế giới có người tu cúng dường, hôm nay con tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường, nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường. Lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp đến các cõi nước, đối trước Phật Pháp Tăng, cúng dường các loại dụng cụ trang nghiêm cho tất cả, cùng tất cả chúng sanh chấp trì hiến cúng, cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, miếu tháp, và tất cả Phật sự của chư Phật, cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp, cúng dường tất cả các hiền thánh tăng chúng. Nguyện cúng dường như vậy đến với tất cả chúng sanh tu hành, dần được thành tựu lục ba la mật, tứ vô lượng tâm, hiểu sâu tất cả pháp bốn tịch tịnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng, rời niệm thanh tịnh, cứu cánh viên mãn. Cúng dường xong tất cả cung kính. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Thất Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi, hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi, hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi, hình tượng phù đồ miếu tháp nhất thiết Phật sự. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh.
Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Biên Kiết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Nhất tâm phụng thỉnh Phạm Thích Tứ Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Thánh Chúng. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụng, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con khiến thành tịnh tín. Duy nguyện Đức Thích Ca Từ Phụ, Thất Phật Thế Tôn, Ngũ Thập Tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ, tha tâm đạo nhãn, thấy nghe vô ngại, thần thông tự tại, quang lâm đạo tràng, nhiếp thụ chúng con, khiến thành tịnh tín. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiện hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiện hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Chim sát thiện ác nghiệp báo tôn kinh, tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh, cùng chân pháp tánh, sung mãn hư không, hiện hiện đạo tràng, nhận con cúng dường. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, Không Xả Từ Bi, Quang Lâm Pháp Tòa, Thương Xót Ủng Hộ, Chứng Minh Hành Pháp Của Con. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, Không Xả Từ Bi, Quang Lâm Pháp Tòa, Thương Xót Ủng Hộ, Chứng Minh Hành Pháp Của Con. Kiên Tịnh Tín Bồ Tát, Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đẳng Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh, Không Xả Từ Bi, Quang Lâm Pháp Tòa, Thương Xót Ủng Hộ, Chứng Minh Hành Pháp Của Con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là bậc cứu thế, là bậc đại trí, luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khiến cho con mau trừ chướng ngại, tăng trưởng lòng tin hiểu sâu chắc. Đại từ đại bi không trái thệ nguyện, phóng đại quang minh, tròn đầy sở nguyện cho con. Hộ Pháp Thiên Long, Già Lam Chân Tể, tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, không có các ma chướng, thì hiện kiết tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu.
hộ pháp Thiên Long và Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, không có các ma chướng thì hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Hộ pháp Thiên Long và Lam Chân Tể tùy thuận lời thỉnh của con, giữ vững đạo tràng, không có các ma chướng thì hiện kiết tường, khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Con nghe khắp mười phương công đức chân thật vô biên, độ thoát các hữu tình, tâm hoan hỷ kính lễ. Từng tu vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường, nhất tâm đảnh lễ quá khứ Tỳ Bà Thi Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thi Khí Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tỳ Xá Phùng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Câu Lưu Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ca Diếp Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Tịnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thường Đại Tinh Tấn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Cự Chiếu Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Cường Tinh Tấn Giọng Mạnh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Bi Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Từ Tạng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hiền Thiện Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiện Ý Phật.
nhất tâm đảnh lễ Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Kim Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Bất Động Trí Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Trí Huệ Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Di Lặc Tiên Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thiền Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thế Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Diệu Âm Thắng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thường Quang Tràng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Đăng Phật. Nhất tâm đảnh lễ Huệ Oai Đăng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Pháp Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tu Di Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tu Mana Hoa Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ U Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Huệ Lực Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Súc Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Tài Quang Phật.
Nhất tâm đảnh lễ Kim Hải Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đại Thông Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nhất Thiết Pháp Thường Mạng Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đông Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Đông Bắc Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Hạ Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Thượng Phương Nhất Thiết Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Miếu Tháp Nhất Thiết Phật Sự. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Phá Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Phá Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Phá Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo Kinh Vi Diệu Phá Tạng. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương Nhất Thiết Hiền Thánh. Nhất tâm đảnh lễ Kiên Tịnh Tính Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nhất tâm đảnh lễ Biên Kiết Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Ha Tát. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay thường vì ba nghiệp, sáu căn và trọng tội làm chướng ngại, nên không thấy được chư Phật, không biết xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo lý vi diệu. Ngày nay tuy đã biết, nhưng do con và chúng sanh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại, hôm nay xin đối trước Bồ Tát Địa Tạng, thập phương chư Phật, rộng vì tất cả chúng sanh mà quy y sám hối, duy nguyện chư Phật từ bi gia hộ, khiến chúng con tội chướng tiêu diệt. Rộng vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới đều nguyện đoạn trừ ba chướng, quy y sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay đều do tham ái kiến chấp, trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài thêm bạn xấu, không tùy hỷ người, không có chút thiện niệm, duy chỉ có ba nghiệp tạo ra nhiều tội chướng. Việc tuy không rộng nhưng ác tâm lan tràn, ngày đêm liên tục, không hề gián đoạn, lại phạm lỗi lầm, không muốn người biết, không sợ ác đạo, không tàm không quý, không biết nhân quả. Vì thế ngày nay, thâm tính nhân quả, sanh lòng hổ thẹn, luôn luôn sợ hãi, phát lồ sám hối, đoạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề, đoạn ác tu thiền, tinh cần sát tấn ba nghiệp, sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phàm thánh, dù chút thiện nhỏ, nguyện mười phương Phật có đại trí huệ, có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong biển sanh tử vô tận đến bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay, không biết tánh của các pháp vốn không tịch, nên tạo nhiều tội ác. Nay biết không tịch, cầu đạo bồ đề, nguyện độ chúng sanh, rộng tu các điều thiện, đoạn tất cả điều ác, duy nguyện hết thảy tam bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từ bi nhiếp thọ, nghe con sám hối. Đệ tử chúng con, chí tâm sám hối, con cùng chúng sanh, tự tánh thanh tịnh, cảnh giới chân thật, đồng thể chư Phật, vô minh si ám, huân tập nhân duyên, hiện cảnh giới vọng, khiến sanh tham trước, so tính ta và của ta, huân tập các ác pháp, sáu căn ba nghiệp, tạo nhiều tội chướng, thập ác ngũ nghịch, trọng nan khinh giá, chướng tuệ chướng định, chướng chư giới phẩm, dẫn đến luân hồi khổ hải, mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng, hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến, không đủ trợ duyên, tính tâm không thành, nay gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, dùng lời nhẹ nhàng an ủi, khai phá mê mờ cho con, rửa sạch tâm con, cầu ai sám hối, duy nguyện thập phương chư đại từ tôn, chứng tri hộ niệm. Nay con sám hối, thề không tái phạm, nguyện con cùng hết thảy chúng sanh, nhanh được trừ diệt từ vô lượng kiếp đến nay, thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, hủy bán tam bảo, tội nhất xiển đề, tội tánh như vậy, vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng, khởi tâm điên đảo, chưa có định thật mà có thể chứng đắc, nguyện tất cả chúng sanh mau đạt bổn tâm, vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Đệ tử chúng con, chí tâm khuyến thỉnh, nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, chuyển chánh pháp luân, không nhập niết bàn. Đệ tử chúng con, chí tâm tùy hỷ, nguyện cho con và tất cả chúng sanh xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và thành tựu của các cõi nước trong ba đời, hãy đều tùy hỷ.
Đệ tử chúng con chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đồng hướng đến trí Phật, đến thành Niết Bàn. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo, Địa Tạng Từ Tôn, thương xót hộ trì, cứu bạc chẩn tế, khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sanh tịnh tính, không có các chướng ngại, vĩnh viễn đoạn trừ tà ma. Con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời ra khỏi sầu bi khổ não, cuộc sống sung túc, tam tụ giới căn, rốt ráo thanh tịnh, hai loại quán đạo, ưng niệm hiện tiền, tam muội tổng trì, thần thông phương tiện, tứ nhiếp lục độ, tất cả đều viên thành, liễu ngộ tự tâm, cảnh giới chân thật, xả thân vào thế giới khác, sanh tại Phật tiền, đối diện Mi Đà, thị giả chư Phật, được Phật thọ ký, trở lại trần lao, phổ độ quần mê, đồng quy mật tạng. Chiêm sát sám hối công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc vạn vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, tế thế thường hành Bồ Tát Đạo, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiếm Phật ngộ vô sanh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ, nguyện dị thử công đức, phổ cập ưu nhất thiết, ngã đẳng nhữ chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. Tự quy y Phật, đưa nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, pháp vô thượng tâm. Tự quy y Pháp, đưa nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đồng sanh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha. Sammo di soha.